Hello mấy anh bạn mới vô nghề sửa xe. Mình nghĩ là chắc là các bạn tự chọn cho mình cái con đường này. Và các bạn cũng không có muốn ai gọi mình là cái thằng sửa xe hết trơn á. Vậy thì điều cần ở đây là gì? Ngày hôm nay chúng ta còn đi học nghề, còn đi học ở trường, ở tiệm, thì chúng ta cố gắng học hết lý thuyết, học hết những gì thầy dạy cho mình. Và mai sau các bạn kiếm một cái chỗ nào đó để mà có thể phát huy được cái nghề của mình. Trải nghiệm đi, học đi 2-3 năm, lấy kinh nghiệm của những anh, những chú, những người đi trước, để làm sao mà sau này á mình tự tin, mình mở một cái tiệm và những cái xe mình làm á, cái tiêu chí hàng đầu không phải là tiền, mà tiêu chí hàng đầu là sự vừa lòng của khách hàng cũng như là an toàn khách hàng. Và nếu các bạn làm được điều này thì chắc chắn mai sau tiền sẽ tự tìm đến với các bạn, và khách hàng họ cũng sẽ tự yêu thương, tự trân trọng mà gọi các bạn là anh sửa xe hay là chú sửa xe. Nhớ nha các bạn.